đấy cả. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ dưa lưới vàng nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ dưa lưới mini. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ dưa lưới khổng lồ. Bây giờ mình làm nha. Bây giờ mình sẽ xỏ màu đỏ nha. Mọi người, màu đỏ sẽ là màu đầu tiên của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu tím nha. Bây giờ mình sẽ xỏ màu tím nha mọi người. Đây nha các bạn, đây là hai màu của mình nha. Đây là bốn màu của mình đã xỏ nha mọi người. Mọi người, đây là bốn màu mình đã xỏ vào nhé. Đây, mình sẽ tiếp tục với màu hồng. Xin chào các bạn nha, ngày hôm nay mình sẽ tô màu quả bí ngô cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô màu hồng. Mọi người đây nha, đây là phần hạt sao mình xỏ vào này. Các bạn ơi, đây là phần hạt sao mình xỏ trang trí nhá. Đây là phần hạt sao của mình nha mọi người. Yeah.
Tô màu son lên các bạn. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn nhìn. Mình đang trang trí chiếc phòng nha mọi người. Mình chiếc phòng của mình sắp hoàn thành rồi nha mọi người. Mọi người ơi, chiếc phòng mình sắp hoàn thành nha. Mình đã hoàn thành video của mình đến đây là kết thúc thôi. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Yeah.